tác dụng của axit béo không bão hòa 3n3n6 thì là omega 36 và hệ thống endocannabinoid trong bảo vệ và sửa chữa não. Não được làm giàu từ axit acidonic, tức là ARA, và axit docosahexaenoic là DHA, axit béo không bão hòa đa chuỗi dài. Chuỗi dài. Và loạt N6 và N3 tương ứng. Cả hai đều cần thiết cho sự phát triển chức năng của vi sinh não. Giàu chế độ ăn uống với DHA và PUFAN3 chuỗi dài khác, chẳng hạn như axit eicosapentaenoic là EPA, đã cho thấy tác dụng đối với việc học và trí nhớ và các quá trình tiêu thần kinh và giảm khớp và phát sinh thần kinh. ALA, DHA, EPA là tiền thân là chất trung gian lipid, hoạt tính sinh học bao gồm endocannabinoid. Hệ thống endocannabinoid bao gồm các cụ thể cannabinoid. Anandamide và 2AG là arachidonoglycerol là những endocannabinoid được công bố gần đây nhất và đều có nguồn gốc từ ARA, gắn với phosphor lipid. Hệ thống endocannabinoid cũng có vai trò thiết lập tốt trong viêm thần kinh, giảm khớp và phát sinh thần kinh, cho thấy sự sửa chữa cho các tế bào bảo vệ thần kinh, quan sát được với các lipid khác nhau. Hiện tại bản chứng này càng tăng cho thấy sự tương tác phức tạp giữa N3 và N6 và hệ thống endocannabinoid, ví dụ bổ sung DHA và EPA dài hạn làm giảm nồng độ. EAE và 2AG với sự tăng đối ứng với mức độ của phân hữu tử có nguồn gốc tương tự endocannabinoid giống như DHA và EPA. Tổng quan này công tác bằng chứng hiện tại về sự tương tác này và thảo luận về tiềm năng trị liệu và bảo vệ sửa chữa não. Hệ thống endocannabinoid cũng đóng vai trò tốt trong việc gây viêm thần kinh. Giảm khớp và phát sinh thần kinh, cho thấy sự chuyển chéo các tác dụng bảo vệ thần kinh, quan sát được với các lipid khác nhau này. Vì vậy bằng chứng này càng tăng cho thấy sự tương tác phức tạp của N3 và N6 vào hệ thống endocannabinoid, ví dụ bổ sung DHA, EPA dài hạn làm giảm nồng độ 2AG. Sự gia tăng bởi những mức độ các phân tử có nguồn gốc tương tự endocannabinoid giống như DHA và EPA. Tổng quan quá trình tóm tắt này bằng chứng vi sinh này và thảo luận về tiềm năng trị liệu để bảo vệ và sửa chữa não. Bằng chứng này sẽ tóm tắt N3 và N3, ví dụ như là nhóm 4. Axit béo không bão hòa chuỗi dài N3 và N6 là thành phần thiết yếu của phospholipid, màng mà cũng là tiền chất của một số chất trung gian lipid trong cơ tính sinh học não được làm giàu rất nhiều. PUN3, axit acid ARA và PUFAN3, axit docosahexaenoic DHA và các yếu tố cần thiết cho quá trình tối ưu não. Mối quan hệ nghịch đảo thường được quan sát giữa lượng cá ăn vào và mức độ DHA trong máu và suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi. Tuy nhiên, ước tính gần đây chỉ ra rằng nhiều dân số trên thế giới đang tiêu thụ DHA và EPA ở mức thấp hơn được khuyến nghị. Phương thức hoạt động cũng vẫn chưa được hiểu rõ và còn phức tạp bởi các tiết mục đa dạng bởi các chất trung gian lipid hoạt tính sinh học có thể được tạo ra. Ví dụ, ARA là tiền thân của một loạt các chất trung gian bao gồm các loại endocannabinoid chính trong não. Hệ thống endocannabinoid đã được chứng minh là có vai trò quan trọng trong quá trình bảo vệ thần kinh, như làm suy yếu thần viêm, suy yếu hệ thần kinh mãn tính, điều chỉnh giải phóng cytokine gây viêm và tăng cường giảm khớp và phát triển thần kinh trưởng thành. Trong điều kiện lão hóa và thoái hóa thần kinh,
Do đó nồng độ trùng chéo đáng kể với tác dụng của N3PUFA và hệ thống endocannabinoid. Tuy nhiên, các lớp trung gian lipid khác nhau thường được xem là nghiên cứu riêng biệt. Đường sinh tổ cholesterol kém. Thank you.